Thưa quý vị, thưa bà con và các bạn, với diễn biến phức tạp của thời tiết cùng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây lúa như hiện nay là điều kiện rất thuận lợi cho các loại dịch bệnh sinh trưởng và phát triển gây hại cho cây lúa. Trong chuyên mục Bạn Nhà Nông ngày hôm nay thì kỹ sư Nguyễn Thị Nhung, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh sẽ hướng dẫn bà con cách phát hiện và phòng trừ các loại dịch bệnh này. Vâng, xin cảm ơn chị Nhung đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Ở thời điểm hiện nay thì cây lúa đông xuân của chúng ta đã đang sinh trưởng và phát triển như thế nào ạ? Vâng, thưa bà con và các bạn, hiện nay thì trà lúa xuân sớm đang ở giai đoạn chỗ bông đến chắc xanh. Trà lúa xuân muộn thì đang ở giai đoạn ôm đồng đến đang ở giai đoạn đứng cái đến ôm đồng. Nhìn chung trên phạm vi toàn tỉnh thì lúa sinh trưởng và phát triển tốt do đảm bảo được đủ nước, bón phân cân đối đúng kỹ thuật và phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Tuy nhiên, qua cái kết quả điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho thấy một số đối tượng đang có nguy cơ phát sinh và gây hại trong cái thời gian tới. Vâng ạ, với những cái điều kiện đặc trưng như hiện nay thì là điều kiện rất là thuận lợi để các loại sâu bệnh tích lũy và phát triển. Vậy thì cụ thể hiện nay các loại sâu bệnh hiện có đang gây hại cho cây lúa là như thế nào ạ? Thứ nhất thì đối với lại bệnh đạo ôn thì bệnh đạo ôn đã gây hại trên các cái diện tích cái lúa như là giống nhiễm, các cái diện tích bón thừa đạm. Bệnh đạo ôn lá đã phát sinh và gây hại. Trong cái thời gian tới thì bệnh sẽ phát triển trên cổ bông nếu chúng ta không tiến hành phòng trừ kịp thời. Đối với lại những cái diện mà đã bị bệnh đạo ôn lá nặng thì cần tiến hành phun phòng các cái bệnh đạo ôn cổ bông trong thời gian tới. Ngoài ra thì đối tượng cuốn lá nhỏ và dày nâu dày lưng trắng cũng đang phát sinh và gây hại. Vâng ạ, với những cái tình hình sinh trưởng và phát triển của các loại sâu bệnh như vậy thì nó sẽ gây hại như thế nào đối với cây lúa đông xuân của chúng ta ạ? Vâng, để biết chi tiết cụ thể như thế nào thì mời chị cùng xuống thăm đồng cùng với lại hai kỹ sư của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Vâng. Giới thiệu với chị, đây là hai kỹ sư của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Ninh Bình. Hai kỹ sư đang tiến hành điều tra phát hiện các cái đối tượng dịch hại để có đưa ra được các cái thời gian tiến hành phun trừ các cái đối tượng dịch hại cho nó sát đúng và kịp thời. Vâng, chị Dung ơi, qua thăm đồng và kiểm tra như thế này thì hiện tại các cái đối tượng sâu bệnh hại cho lúa thì đang phát triển ở cái mức độ nào vậy ạ? Thưa chị, hiện tại trên đồng ruộng ấy, thứ nhất là cái đối tượng dày thì mật độ trung bình khoảng 100 con và nơi cao khoảng 300 đến 700 con và cá biệt ổ là khoảng 1.000 con. Và dày chủ yếu là bây giờ đang tuổi 4, tuổi 5 đấy, và trưởng thành. Thế còn lại là cái đối tượng dày ấy, thì trong cái thời gian tới ấy, nó sẽ nở rộ khoảng dày cám lứa 2 sắp tới sẽ nở rộ từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5. Đối tượng sâu cuốn lá nhỏ hiện tại là trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ đang ra rộ và trứng đã xuất hiện. Và mật độ nơi cao là 30 đến 50 quả cho 1 mét vuông. Và cái sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 sẽ nở rộ từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5. Và tiếp theo đó là cái đối tượng bệnh khô vằn cũng đã phát sinh gây hại trên đồng ruộng. Bà con cũng cần tích cực diệt chuột bảo vệ cái giai đoạn mà lúa chúng ta đang giai đoạn đồng để đảm bảo cái năng suất lúa vụ đông xuân 2021. Sự sinh trưởng và phát triển của sâu bệnh như vậy thì so với năm ngoái thì nó như thế nào ạ? Nhìn chung đến cái thời điểm này là có quy mô mức độ hại thấp hơn so với vụ đông xuân năm 2020. Tuy nhiên là chúng ta cũng không thể chủ quan được, từ nay đến cuối vụ đông xuân thì chúng ta cũng khuyến cáo bà con nông dân là phải thường xuyên thăm đồng và phun trừ kịp thời khi tới ngưỡng. Làm sao để bà con khi mà ra đồng thì có thể phát hiện ra các cái đối tượng sâu bệnh nó nhanh nhất để có thể tiến hành các cái biện pháp phòng trừ hiệu quả nhất ạ? Thì bà con cần phải là gì ạ? Rẽ lúa ra. Đấy ạ. Xem ở phần gốc lúa. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy được là dày này nó sẽ ở phần gốc lúa. Đó. Và chúng ta có thể kiểm tra mật độ bằng cách là gì ạ? Chúng ta đập các cái khóm lúa này để con dày nó rụng xuống phía dưới. Và chúng ta có thể là lượng hóa được cái mật độ ở trên một khóm lúa như thế nào để chúng ta lượng hóa được cái mật độ dày trong một mét vuông và chúng ta xác định được cái ngưỡng phòng trừ. Còn đối với cái con bướm trưởng thành sâu cuốn lá thì chúng ta có thể dùng que bọc cua như thế này để biết được cái con bướm trưởng thành này đã ra rộ chưa. Và cái con bướm này sẽ đẻ ra trứng và trứng sẽ nở thành sâu non.
trong non sẽ gây hại lúa hiện tại. Vâng, chị Nhung ơi, với những cái tình hình sinh trưởng và phát triển của sâu bệnh như hiện nay ấy, thì các chị đã có các cái giải pháp như thế nào để khuyến cáo tới bà con có thể chủ động phòng trừ sâu bệnh ạ? Với cái tình hình sâu bệnh như hiện nay thì chúng tôi đối với Chi cục Bảo vệ thực vật thì cũng đã ra các cái thông báo hướng dẫn bà con là phòng trừ các cái đối tượng dịch hại xuống cho các cái trung tâm dịch vụ huyện và tới từng các hợp tác xã để bà con. Các hợp tác xã thì có thể tiến hành là thông báo qua loa đài hoặc là các cái hội nghị hoặc là các cái buổi tập huấn để tuyên truyền cho bà con biết những cái thời gian cũng như là cái thuốc bà con có thể sử dụng trong cái giai đoạn hiện nay. Cụ thể như thế nào thì chị có thể đi xuống thực tế hỏi các bác nông dân ở đây. Vâng. Chào hai bác ạ. Chào chú ạ. Hai bác đang thăm đồng đúng không ạ? Tôi đang đi kiểm tra đồng để kiểm tra sâu bệnh để chuẩn bị phòng trừ cho lứa tới ạ. À vâng. Lúa cũng tốt thì chú nhỉ? Lúa năm nay tốt lắm chị ạ. Vâng. Qua thăm đồng như thế này ấy thì chú thấy là tình hình sâu bệnh trên toàn bộ diện tích lúa của hợp tác xã mình như thế nào ạ? Là đối tượng gây hại. Một là rầy lâu, hai là sâu cuốn lá, ba nữa là bệnh đốm của bông. Nếu thời tiết xấu bất cập thì hợp tác xã của chúng ta đã có các giải pháp như thế nào để khuyến cáo tới bà con nông dân ạ? Đối với để chuẩn bị phòng trừ cho cái sâu bệnh vụ chiêm xuân 2021 ấy, thì hiện nay là đối với hội đồng quản trị và chúng tôi đã phát động nhân dân và cán bộ chúng tôi đã tăng cường hàng ngày ra đồng kiểm tra đồng ruộng để vấn đề là xử lý những cái bệnh và sâu trên đồng ruộng. Thì chúng tôi đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng là thông báo, một là thông báo trên thông tin đại chúng để cho nhân dân nắm bắt được, hai là có một hệ thống cán bộ là xuống tận đội trưởng sản xuất để báo tận hộ và trong vòng 72 tiếng đồng hồ chúng tôi sẽ cho phun 100% diện tích của hợp tác xã Thành. Vâng ạ, chú Tùng ơi, với những cái hướng dẫn của hợp tác xã của chúng ta ấy thì hiện tại như gia đình của nhà chú thì chú đã chuẩn bị như thế nào để có thể ứng phó với những cái đợt sâu bệnh? Đợt tới này của hợp tác xã đã có lệnh thông báo là chúng tôi là người nông dân thôi. Bây giờ là thông báo thì tôi sẽ kịp thời là phun quả lệnh quả rác và cũng là cái lớp sâu này là lớp cũng đã bắt đầu là được phun hết cho phun thì chúng tôi chuẩn bị bình rồi là dụng cụ thuốc chúng tôi sẽ mua sẵn để chúng tôi phun. Huyện Kim Sơn của chúng ta là huyện mà thường là gieo cấy muộn hơn so với một số các cái huyện khác. Vậy thì tình hình sâu bệnh ở nói chung trên địa bàn toàn tỉnh của chúng ta thì như thế nào vậy ạ? Đối với lại huyện Kim Sơn thì thường thì bà con sẽ cấy muộn hơn so với lại mặt bằng chung của toàn tỉnh. Tuy nhiên các cái trà lúa của Kim Sơn bây giờ đang ở giai đoạn ôm đồng đến làm đồng. Thì đối với sâu bệnh thì hiện tại là cái trưởng thành cuốn lá đang bắt đầu ra rộ. Và sâu non sẽ nở rộ từ ngày 28 tháng 4 trở đi. Và đối với đối tượng thứ hai là đối tượng dày nâu, dày lưng trắng. Thì dày cám sẽ nở rộ từ tầm 30 tháng 4 trở đi đối với huyện Kim Sơn. Vì vậy mà đối với hợp tác xã cũng như là bà con trong huyện Kim Sơn thì trong thời gian tới sẽ có thông báo của trung tâm của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Ninh Bình cũng như là trung tâm dịch vụ của huyện. Thì các bác cần thứ nhất là đi tiến hành thăm đồng thường xuyên, kiểm tra trên ruộng nhà mình khi nào thấy sâu non bắt đầu nở rộ thì các bác tiến hành phun trừ. Cái thời điểm ra mùa như hiện nay thì thường là sâu bệnh phát triển rất là mạnh. Vậy thì ngoài những cái đối tượng mà như chị vừa chia sẻ ấy, thì bà con cần phải lưu ý quan tâm hơn đến những cái loại đối tượng sâu bệnh nào nữa? Ngoài các cái đối tượng chính ra thì bà con cần chú ý nhất là các cái đối tượng chuột gây hại. Thứ hai nữa là đối với cái bệnh khô vằn. Đối với chuột hại thì trong cái giai đoạn mà đứng cái đến làm đồng và hiện tại là lúa đang bắt đầu ôm đồng đến chỗ bông thì chuột cũng là gây hại mạnh. Đặc biệt trong giai đoạn này thì bà con cần tiến hành các cái biện pháp diệt chuột, đặc biệt chú ý bằng các cái biện pháp thủ công như là đặt các loại cạm bẫy, đào bắt. Ngoài ra thì bà con có thể kết hợp phun trừ cái bệnh khô vằn cũng như là một số cái diện tích mà bị lép đen hạt thì bà con cũng cần tiến hành là kết hợp phun các cái bệnh khô vằn và bệnh lép đen hạt cho cái hạt lúa nó được sáng hơn và đem lại cái hiệu quả kinh tế cao hơn. Hy vọng rằng là với những cái giải pháp rất là quyết liệt kịp thời như vậy thì chúng tôi cũng rất là mong muốn và hy vọng rằng là hợp tác xã của chúng ta
nói riêng và mình nói chung thì sẽ gặt hái được một mùa rất là thành công. Thưa quý vị, thưa bà con và các bạn, biến khó khăn thành thuận lợi. Hiện nay nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã chuyển đổi diện tích cây lúa kém hiệu quả do không chủ động được nước tưới và thường xuyên bị chuột hại sang mô hình sản xuất khác cho năng suất hiệu quả cao hơn nhờ sử dụng giống mới và ứng dụng những tiến bộ khoa học hiện đại. Trong chuyên mục Nhà nông với công nghệ với nhà nông ngay sau đây thì mời bà con và các bạn cùng đến với mô hình trồng măng tây tại xã Gia Tân, huyện Gia Viễn. Mô hình măng tây 2 hecta của gia đình anh Phạm Văn Dũng trước đây là ruộng lúa cho năng suất thấp bởi điều tiết nước khó khăn, chuột hại nhiều, có thời điểm để ruộng hoang. Cách đây 2 năm, nhận thấy nhu cầu măng tây tăng cao, anh Dũng đã đi học tập ở nhiều nơi và tìm hiểu thông tin trên mạng về cách trồng chăm sóc. Thực tế là đi các nhiều vườn trên khắp các khu vực ở ngoài Hải Phòng hoặc Phú Thọ thì cũng thấy các nhà vườn thì áp dụng cái khoa học kỹ thuật này vào rất nhiều trong cái mô hình của măng tây. Từ những ý tưởng đấy thì tôi có về là áp dụng trên cánh đồng của Gia Tân. Từ những cái như thế thì tôi có ý tưởng là đưa cái măng tây này về tại quê hương và cũng để cho người dân được tiếp cận với cây này, một cái cây trồng mà cái đồ ăn của nó rất nhiều chất dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe. Ngay từ đầu, anh Dũng đã theo đuổi mô hình trồng măng tây không sử dụng đến các loại phân bón hóa học độc hại, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào ruộng măng tây của mình. Anh Dũng đã tự ủ phân hữu cơ từ phân động vật có sẵn tại địa phương và dùng hệ thống cấp tưới nước tự động bằng nguồn nước sạch để chăm sóc cây, nhờ đó đã giảm chi phí đầu vào. Sự đồng hành kịp thời của chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp là một động lực lớn để anh quyết tâm theo hướng đi mới này. Về phía chính quyền chúng tôi, khi nhân rộng cái mô hình này ra, chúng tôi sẽ tập trung vào tạo hành lang pháp lý đối với tất cả những cái hộ xã viên mà mấy cá nhân mà tập trung vào về cái việc mở rộng cái mô hình khoa học kỹ thuật. Các mô hình trên địa bàn huyện Gia Viễn nói chung cũng như mô hình trồng cây măng tây của anh Dũng nói riêng thì cán bộ kỹ thuật chúng tôi là thường xuyên xuống chỉ đạo ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất như cái ứng dụng kia công nghệ cao như tưới nhỏ giọt và cái che phủ ni lông thì bước đầu thì đã mang lại cái hiệu quả kinh tế rất cao, là hạn chế và được cái cỏ mọc rất nhiều và hạn chế được cái một số cái công lao động cũng như là cái hiệu quả nâng cao cái năng suất lao động rất cao. Một số siêu thị đã đăng ký bao tiêu sản phẩm măng của gia đình từ 80.000 đến 100.000 trên kg tùy kích cỡ. Trồng măng tây theo hướng nông nghiệp sạch không chỉ mang lại lợi nhuận cho gia đình mà đã tạo việc làm cho gần 10 người lao động. Chúng tôi đến đây thì chỉ có việc nhặt cỏ và tỉa cây, còn ngoài các tưới cây và làm xới đất thì đã có máy móc. Là anh đã có cái nhà vườn rộng lớn như này, chúng tôi thì có công việc đều đặn hàng tháng và thu nhập bình quân hàng tháng của tôi là chủ nhà vườn trả với giá 5,5 triệu à, nên là chúng tôi có công việc rất là ổn định. Đầu ra cho sản phẩm đã mở, thu nhập cao hơn so với trồng lúa, người lao động có việc làm lúc nông nhàn là kết quả có được từ trồng măng tây trên đất lúa kém hiệu quả. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Viễn sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để bà con nông dân có thể nhân rộng mô hình. Công ty cổ phần Bình Điền Ninh Bình với thương hiệu Đầu Châu đã nghiên cứu và đưa ra thị trường các sản phẩm phân bón như NPK 13, 13, 13 cộng TE, đạm vàng Đầu Châu 46 A cộng, phân chuyên dùng lúa L1, L2. Ngoài các sản phẩm truyền thống, công ty còn sản xuất các sản phẩm phân bón cao cấp thuộc dòng sinh học Nano Amino. Thương hiệu Đầu Châu giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển mạnh, năng suất cao, chất lượng tốt, tăng hiệu quả kinh tế, cho nông sản sạch và bảo vệ môi trường. Phân bón Đầu Châu, bạn đồng hành của nhà nông.